Ôi Romeo, con gái tụi nó nói kìa. Ôi Romeo, chàng cũng có mặt ở đây sao? Hãy bỏ chạy đi, vì họ sẽ giết chàng. Ôi Juliet, nó nói kìa. Ta xin nàng hãy đứng lại đó. Trong lòng ta lúc này rất ao ước được hẹn thề thủy chung với nàng. Ta xin thề dưới mảnh trăng thiêng liêng này, đó là tất cả những gì lời Romeo muốn nói. Ủa, câu thoại này nhớ là của Romeo mà. Vậy hả? Ừ. Sao quét rác nói? Thì bởi vậy. Ôi Romeo, Juliet muốn nói rằng xin chàng đừng lấy ánh trăng kia mà thề thốt, phải không? Các em thân mến, sau đây là một phân đoạn do Romeo và Juliet rất là cảm động hai người gặp nhau. Các em tập trung xem bạn mình diễn nha. Bắt đầu. Juliet nàng ơi, nàng đang ở đâu? Nàng có biết rằng ta nhớ mong nàng từng giây từng phút. Romeo ơi, nàng ơi. Cô Hiền, cô chọn vai Juliet gì mà cái một người chà bá vậy? Không sao hết đó thầy, bao giờ diễn em lấy phấn em đắp vô là che hết à. Quan trọng là bạn này diễn tốt, hay lắm. Nhưng mà có đắp được không? Được, không có sao hết. Juliet, nàng có biết ta luôn nhớ mong nàng. Cái gì vậy? Juliet, nàng có biết ta luôn nhớ mong nàng. Juliet nàng, Juliet. À, trả ra. Cũng không. Sao không lại rủ anh đi coi phim? À, nhưng mà anh chưa có nhận lời. Anh. Thưa cô, em từ bỏ vai này em không diễn nữa. Hả? À, Như, em đi đâu vậy? Như. Tú, em đang hẹn hò với em Như thì tại sao em lại rủ bạn Hồng đi coi phim đó là sao? Em xin lỗi cô. Như bỏ vai này rồi, chắc em cũng diễn nữa. Tại em chỉ diễn được tiếng Như thôi cô à. Khoan đã. Em xin lỗi cô. Khoan. Tú ơi, Tú. Cái gì vậy? Rồi, sắp thì diễn rồi mà tự nhiên bây giờ Romeo và Juliet bỏ vai là sao? Chết rồi, thầy Phúc ơi, bây giờ không có diễn viên làm sao mà. Tôi nghĩ phải trả vé thôi cô à. Hả? Không có được đâu thầy, vé đã bán rồi, trả vé như vậy rồi mất uy tín của mình hết. Cô bán được bao nhiêu vé rồi? Trời ơi, bán được nhiều lắm rồi đó thầy. Em tính sơ thầy coi, này có ba mẹ em nè, có hai đứa em của em là 4, thêm em là 5, rồi hai người bạn của cô Diệu Huyền nữa là cỡ 7 vé đó thầy. Gì bán vé cho người thân không vậy? Người thân có sao đâu, trả vé được mà. Không được đâu thầy ơi. Thầy ơi, làm sao mà trả được? Trả vé rồi không diễn vậy rồi là mất uy tín của trường mình hết. Còn thầy Quyền nữa, em biết ăn nói sao với thầy Quyền bây giờ. Thầy Phúc, với phương châm sống của em là cho dù bán được một vé vẫn phải diễn. Bây giờ mấy em bỏ vai hết rồi, bây giờ sao đây thầy Phúc? Thầy Phúc, cái này là gay rồi. Bạn có chưa? Có rồi. Dạ. Mừng, đứng im. Sao chú? Đứng dậy, thẳng người lên. Thẳng người lên. Chuẩn bị sức vô. Sức vô. Chú. Sát nữa. Sát nữa. Hai đứa nhìn nhau coi. Nhìn nhau. Chú. Nhìn nhau. Hai cái đứa này đẹp đủ của ta. Đúng rồi, gần ngay trước mắt thì kiếm nó cho xa. Chú chọn hai đứa. Long. Dạ. Cô có một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Suy nghĩ gì vậy cô? Em sẽ vào vai Romeo. Ôi, còn ai vào vai Juliet? Là cô. Ôi má ơi. À, bạo quá hả? Đợi cô xíu. Dạ em nghe là thầy Phúc. Hả?
Mận với Yumi hả? À, nhưng mà liệu hai em nó có biết diễn được không thầy? Cô yên tâm đi, dưới con mắt nhà nghề của tôi, hai đứa này rất là đẹp đôi. Trời sinh hai đứa ra là dành cho hai vai chính đó đó. À, nhưng mà không có gì hết, để tôi giải quyết đi nha. À, dạ dạ, bye bye thầy. Các em ơi, chúng ta đã có Romeo and Juliet rồi. Ai vậy cô? Ai vậy? Là Mẫn với là Yumi đó. Mẫn và Yumi. À. Con thấy hai người đó hợp đó cô à? Phải không em? Dạ dạ dạ. Được rồi, đi bán vé liền đi Long. Đi làm vé, đi làm vé. Romeo Juliet đã mở cửa lại anh em ơi. Thôi con nói rồi đó, con nhất quyết là con không đóng cái vai Romeo ở đâu. Tại sao không đóng? Con không thích. Tại sao không thích? Sến. Không sến đâu, cái mặt con rất đẹp, rất hợp vai. Chỉ có mặt con đẹp là thắng rồi, hiểu chưa? Đúng rồi, cộng với lại nhan sắc mỹ nhân của con nữa, chắc chắn là thành công. Chính xác. Long ơi, Long ơi, Long ơi, Long ơi, dậy đi em, dậy đi em. Tin tốt nè Long ơi, cháy vé hết rồi. Cháy vé? Ừ. Vui không em, vui không hả? Thảm họa. Sao vậy? Không phải, em hiểu lầm rồi. Cháy vé có nghĩa là đã bán được hết vé rồi, chứ không phải là cái vé bị cháy đâu. Long ơi, cô vui quá à. Không phải cô ơi. Hả? Thảm họa ở đây có nghĩa là cô nhìn hai nhân vật chính đi. Sao vậy? Cô nhìn đi. Mẫn, Yumi, bây giờ hai đứa diễn một lần cho cô xem nha. Được cô. Hai bắt. Ôi, Romeo, nếu họ nhìn thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất. Không đâu, ta muốn được ở bên nàng, dù bất cứ phương trời nào. Ta muốn được lấy nàng và yêu nàng mãi mãi. Hỡi người ta yêu dấu, ta thề có vầng trăng kia làm chứng. Ôi, Romeo, xin chàng hãy lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Nhưng nếu lòng chàng thật sự, thì chàng hãy thề với vị thần tình yêu ở trong lòng. Trời đất ơi, Yumi ơi, Mẫn ơi, hai em diễn hay quá. Romeo và Juliet phải dành cho hai em. Thấy chưa Long, thảm họa là sao? Cho 12 kịch bản đi. Rồi, thoại đi. Hai, ba. Ôi, Romeo. Ôi, Romeo. Nếu họ nhìn thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất. Không đâu. Ủa, sao vậy? Hai đứa không có thuộc thoại hả? Hai bạn giỏi lắm cô ạ. Tập 5 tiếng đồng hồ rồi, có kịch bản mới thoại được, mà bỏ kịch bản ra là thoại vấp. Không có sao hết á, tại vì hai bạn là lần đầu tiên diễn kịch mà, cho nên chưa có kinh nghiệm đâu. Để từ từ, cô kêu hai bạn làm lại lần thứ hai nha. Không nổi đâu cô ơi. Trong trường đồn hai bạn này, hai bạn dốt nhất trường. Em ngồi đây nhìn họ tập 5 tiếng đồng hồ em còn thuộc thoại, làm sao mà cầm kịch bản không thuộc là sao? Thôi mà, em nói nhỏ nhỏ thôi, hai bạn nghe hai bạn buồn đó, nhiều khi chưa có quen thôi. Xong rồi phải không? Chuẩn bị bắt đầu lại nha. Okay. Hai, ba. Ôi, Romeo. Hỡi Juliet, nàng có nghe ta nói không? Sao vậy? Nghe quen thuộc quá vậy? Là ta đây nè, ta là Ronaldo đây. Ta là Romeo đây. Trời ơi, chàng về đi. Nếu họ thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất. Không đâu, không đâu, không đâu, ta không chịu đâu, không đâu, không đâu. Sao nhiều không đâu quá vậy? Vì mấy cái không đâu mới đúng. Một cái là người ta hiểu rồi. Nghe hả? Tiếp đi. Tiếp là gì nữa? Ta muốn ở bên nàng mãi mãi. Ta muốn được ở bên nàng mãi mãi. Tiếp đi. Nhắc nữa đi. Không có. Tận chân trời góc bể. Ta muốn được ở bên nàng mãi mãi, dù ở tận bể bơi. Dù có bể bơi ở trong nữa. Sao Juliet đi bơi làm gì? Ông điên hả? Bể bơi dù chân trời góc bể, chân trời góc thể. À, rồi lại nha. Tiếp đi. Tiếp luôn hả? Đang vô tâm lý. Rồi rồi rồi. Quên nó rồi. Ông đi chết đi. Ông đi chết đi. Tại tôi nói ông mà, tôi nói ông đi chết đi á.
Ủa cái gì vậy? Ông diễn mà ông không thuộc thoại là sao? Như vậy sao diễn? Thôi, nhắc tôi lần nữa đi. Ủa tôi nhắc ông cả trăm lần rồi, một câu thoại thôi cũng không thuộc nữa. Thôi, giờ lần cuối, hứa lần cuối sẽ thuộc. Lần cuối đó nha. Ừ. Bực bội ghê luôn á. Câu thoại em cũng không nhớ. Đó, Phương Đông đó. Và nàng Juliet là mặt trời. Và nàng Juliet là mặt trời. Nhô lên đi. Nhô lên đi. Khoan. Ừ. Nhô là cái gì? Là nhú đó. Mặt trời nhú lên đi. Mặt trời nhú lên đi. Hãy sáng lòa lên để che đi hết ánh mặt trăng lạnh lẽo kia đi. Ánh mặt trăng bệnh hoạn và xanh xao vì ghen tuông hạnh phúc của đôi ta. Xí, sao dài quá vậy? Rồi sao nhớ hết? Trời ơi, dẹp đi. Mệt ông ghê luôn đó. Tôi đã vừa diễn vừa nhắc thoại cho ông rồi mà ông không thuộc là sao? Chứ giờ dài quá tôi mới nhớ hết thiệt. Ông nhớ hết thì nghỉ ông đi, dẹp đi. Không tập nữa. Nghỉ thì nghỉ. Làm gì căng? Nghỉ đi. Nè. Cái gì đấy? Để mớ lông lá đi luôn đi. Cái này người ta không gọi mớ lông lá nha. Chứ là cái gì? Là cái thảm lót. Vậy đem cái thảm lót đi. Thảm lót mà choàng lên người. Tính làm cái bàn à? Tào lao. Đồ khùng. Nói lại lần nữa coi. Chả nói gì cả. Đó, Phương Đông đó. Và làm gì đấy là mặt trời. Ủa, cái cảnh này tôi nhớ có Romeo hay là Juliet thôi. Thằng quỷ này quỷ nào nữa vậy? Thấy cặm chỏ chắc quét rác quá. Sao nhân vật nào như bà điên vậy? Cô giáo đó. Trời đất ơi. Nhưng mà anh đóng vai gì? Không biết. Gì hả? Ôi Romeo. Con gái tụi nó nói kìa. Ôi Romeo, chàng cũng có mặt ở đây sao? Hãy bỏ chạy đi, vì họ sẽ giết chàng. Ôi Juliet. Nó nói kìa. Ta xin nàng hãy đứng lại đó. Trong lòng ta lúc này rất ao ước được hẹn thề thủy chung với nàng. Ta xin thề dưới mảnh trăng thiêng liêng này, đó là tất cả những gì lời Romeo muốn nói. Ủa câu thoại này nhớ là của Romeo mà. Vậy hả? Ừ. Sao quét rác nói? Thì bởi vậy. Ôi Romeo. Juliet muốn nói rằng xin chàng đừng lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Phải không? Đúng rồi. Ủa sao con gái bảo thoại mà để cho bà nội đó thọ lai vậy? Ủa vậy hả? Là nó phải thọ hả? Cái câu này của Juliet. Vậy hả? Ừ. Sao cô giáo thọ vậy? Không biết. Và còn nữa, Juliet tiểu thư muốn nói rằng xin chàng hãy từ cha của mình và từ bỏ tên họ của mình đi. Phải không? Với Juliet của ta. Hey, tới con tôi. Từ nay về sau, nếu nàng muốn, Romeo sẽ không còn là họ Montegi nữa. Đúng, không còn. Sao quỷ hốt rác nó giành thoại con tôi hoài vậy? Ủa vậy hả? Ừ. Đáng lẽ là con bà nói hả? Thì đó. Gì kỳ vậy? Chàng Romeo. Nữa kìa. Chàng hãy hứa đi. Có mảnh trăng thiêng liêng này, chàng hứa sẽ ở bên nàng Juliet suốt đời phải không? Phải, ta xin thề. Ôi Romeo chàng hỡi, tiểu thư Juliet tính nói rằng xin chàng đừng lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Ủa sao nó không nói mà nó để cho cô giáo nói vậy? Câu này hôm nay của con đó. Thì đó, con nghi làm vậy mà. Bởi ánh trăng kia nghiêng ngả, cứ mỗi tháng cứ thay đổi đường đi lối về, cả quỹ đạo lẫn chu kỳ. Phải không tiểu thơ? Đúng rồi. Hồi nãy giờ thấy hai đứa đóng vai chánh, con tôi với con bà toàn là đúng như rồi ừ không vậy? Nói gì được cái ba má. Sao vậy? Giành thoại hết rồi.